ơi, bây giờ mình thấy một chiếc nhà. Trời ơi, phải nói là nó quá là đẹp đi. Sắp tới có một chuyến cắm trại nên chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác để xây dựng cổng trại cho đẹp nha các bạn. Bạn mình đang sơn cái cây này để trang trí nè. Trước khi đi mình sẽ chuẩn bị một số hành trang như là sạc dự phòng này, tai nghe, mắt kiến. Và đi thêm một ít tiền nữa. Bây giờ là 5:30 sáng, nhà tôi đang ở bên xã. Chiếc xe tải này sẽ dùng để chở các đồ để dựng trại. Tôi đã đến trường Phan Thanh Giảng và muốn bước vào cổng thì các bạn sẽ là một thử thách nhỏ. Thử thách của tôi đó là vừa cổng một người, vừa nắm tay một người đi qua một đoạn đường. Người đập game 7 năm như tôi thì đây là chuyện nhỏ. Chúng tôi cần một chút nội thất cho trại. Chúng tôi sẽ lên phòng học để tìm hai cái bàn nha. Trường Phan Thanh Giảng này thì rất là lớn luôn nha các bạn, 4 tầng lận. Phòng này đã bị lấy hết bàn rồi nên chúng tôi sẽ tìm phòng khác. Phòng này có vẻ như còn bàn nên chúng tôi sẽ lấy bàn ở phòng này vậy. Hiện bây giờ đang là 7:30 sáng và mọi người đang phối hợp với nhau để xây dựng cái trại của mình. Xây dựng thì cuối cùng cũng xong rồi nha các bạn. Trại của nhóm mình sẽ tên là Tuổi Trẻ Dựng Xây. Bây giờ tôi sẽ đi review vòng vòng cho các bạn xem trại của mấy xã khác nha. Trại này thì có tên là Thanh Niên, có in hình hai bạn áo xanh đang đứng hai bên. Đây là trại của thị trấn Ba Tri có tên là Nói Vòng Tay Lớn. Wow, họ làm hai bên bông rất là lớn nha quý vị. Ở xã Vĩnh An thì họ làm trại khá là đơn giản nha các bạn. Họ xếp mấy cái cây tre lại. Hai trại nằm bên đây thì nhìn khá là giống nhau nha các bạn. Làm thì làm mấy cái lá. Bên đây là của xã An Bình Tây nha các bạn. Mặt chính là của xã Phú Lễ nha quý vị. Hát giọng này thì họ làm một cái đồng hồ nhìn khá là chất nha các bạn. Có in số 25. Trại này họ vẽ một cái bản đồ Việt Nam in trên bản trại. Có các quần đảo đầy đủ luôn nha các bạn. Wow, trại Võ Văn Mẫn này thì họ trang trí bằng nón lá nhìn khá là đẹp luôn. Ở Phan Thanh Giảng họ làm nguyên con rồng nhìn khá là ngầu luôn nha các bạn. Wow. Trại Sư Hùng Anh thì họ làm chữ nổi nhìn rất là sống động luôn. Đây là trại của mấy chú công an thì họ sơn mấy cái nón lá màu xanh hết. Trên trong đây thì khá là sạch sẽ và thoáng mát nha các bạn. Có hai bồn rửa mặt với xà bông đầy đủ luôn nha. Đi về ham đồ ăn tương cơm nè. Ra ngoài xe tải á. Đang ngồi xe công an nha mấy bạn. Đang ngồi xe tải. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi lấy đồ ăn về để ăn nha các bạn. Quay ngoài. Rất chi là nóng nha mấy bạn. Hiện tại thì đây là lần đầu tiên mình đi trên chiếc xe công an này. Hồi đó giờ lần đầu tiên mình đi luôn nha, đây chính là bạn mình. Ok. Mình mới trộm được cái áo này chứ đi không biết cảm giác như thế nào khi ngồi trên chiếc xe này, cảm giác là VIP pro. Tài xế ra lên xe dẫn mình đi. Ồ. Chúng ta thì có view ngoài trời, chúng ta sẽ ngắm nhìn những xe đằng sau mình. Ôi mấy bạn ơi, bây giờ mình thấy một chiếc nhà. Trời ơi, phải nói là nó quá là đẹp đi. Nó quá là đẹp đi các bạn ơi. Lần đầu tiên trong đời mình mới thấy cái nhà mà nó độc lạ như thế này luôn. Nhìn nó là cái giống nhà Yến nhưng không phải nha các bạn. Nhà Yến hình như cái lỗ để mấy miếng chui vô, nhưng không, cái nhà này nó quá là đẹp đi. Xe mạnh quá các bạn ơi. Ông nội ơi, quá là mạnh luôn. Xe mạnh cực kỳ mạnh luôn. Ok, mình rời khỏi trường rồi, Phan Thanh Giảng rồi nha. Ông đang ôm cua, đang chạy với tốc độ khá là nhanh nha các bạn. Bạn ơi, mình đi xe lâu quá giờ mất ói quá trời ơi. Nhưng mà không sao, hên quá thì còn cứu kịp. Hồi nãy giờ mình đi xe này nha mấy bạn. Chị cảnh sát chào bá luôn. Có đi lấy đồ cho thằng ấy không? Thôi lên xe lẹ. Đi xếp đồ đi nha các bạn. Trời ơi, xe bốc quá mấy bạn ơi. Bây giờ thì chúng mình đang vận chuyển đồ để đi xuống trại nha. Tụi mình đang bài ra để cho ban giám khảo vô chấm điểm phần đồ ăn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn trưa nha. Oh my god. Mọi người đã chở một thùng bia với một thùng nước ngọt siêu bự luôn. Sáng giờ tôi làm nhiều quá nên giờ tôi mệt, tôi sẽ ngủ một giấc nha các bạn. Trong lúc tôi đang ngủ thì mọi người đang chơi những trò chơi khá là bá đạo nha các bạn. Ghi chữ với sự hợp tác của đồng đội. Bắt cua trên lưng người khác. Khổ quá đắng vậy là mà mọi người lại chen chúc nhau ăn nể thiệt. Chuyền bột đến người cuối cùng. Có cả đào tạo những điệp viên nữa các bạn.
mỗi người chơi sẽ được quẹt sơn lên mặt vô cùng là quý giá luôn. Trò này cũng không kém phần hấp dẫn nha các bạn, thổi vô mấy cái bột bay dính lên mặt là được. Xuống thôi em, thổi thổi nữa tám trò này cũng gần giống trò kia nha các bạn, nhưng mà này nó phiên bản nâng cấp hơn cái hồi nãy. Tính là em tiếp tay cho cái mặt ta vậy đó, bịt mắt lọc chuối xong rồi đút cho người ngồi ở dưới. Mới thức dậy nên tôi sẽ ăn một miếng bánh da lợn để lấy lại năng lượng nha các bạn. Trường phái thanh giảng này thì họ có một cái sân chơi khá là lớn, tôi sẽ cho các bạn xem đẳng cấp của tôi như thế nào. Đâu, tôi chỉ thử lòng mọi người thôi, bây giờ tôi mới chơi thiệt nè. Đã vô rồi. Họ là có làm một cây xà đơn cho mình tập calip luôn nha các bạn. Cũng chiều chiều rồi mọi người đang ở đây tập tung ăn uống. Khoảng 8 giờ tối thì ở đây có chương trình văn nghệ hát khá là sôi động luôn. Đi cắm trại thì khúc hay nhất là khúc đốt lửa trại nha các bạn. Trong màn đêm mưa tối, người đó sẽ lạnh lẽo chết chóc, bầu trời sẽ đen tối và loài người sẽ mãi mộng bị buông tay. Mà thằng quỷ dương này nó bia bản thân xong thì một thằng siêu anh hùng xuất hiện. Em quýnh lộn mà nhảy TikTok luôn nha các bạn. Lúc này thì quỷ dương bị siêu anh hùng dụ vì có gái đẹp nha các bạn. Lửa cánh hồng và lửa hoa phượng đỏ. Lửa thiên, lửa thiên. Bây giờ hiện tại của tôi đang nướng thịt ở ngoài trời nhìn khá là hấp dẫn luôn. Bình thường hôm nay bắt ổn các bạn ơi. Hôm nay chúng tôi đi cắm trại mà tại mưa các bạn. Trời đất ơi. Mưa rất là lớn nha các bạn. Chào chị. Chào chị. Mày phải quay cái này nè, là mày quay lên. Phải thiệt mấy bạn kia nhảy ra ngoài trời mưa quẩy luôn. Đây là dancer mình mới mời bên Thái Lan về. Lúc này mình sẽ lên lầu 4 mình ngủ nha các bạn. Đây ở trên trường view khá là đẹp luôn. Tôi yếu quá, tôi ngủ sớm rồi mọi người còn thức, còn chơi lô tô nha các bạn. 5:30 sáng thì bọn mình bắt đầu dở trại đi về nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.